nhận được vũ khí, Ukraine phản công quyết liệt, phá vỡ các nỗ lực của Nga gần Bakhmut. Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn ở mặt trận miền đông Ukraine. Mục đích Nga di chuyển tàu chiến Biển Đen đến Caspi. Mỹ lộ điểm yếu trong cuộc chiến tàu không người lái, vội vã đuổi theo Nga Trung. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Euromaidan Press mới đây đưa tin, sau khi nhận được vũ khí, đạn dược bao gồm đạn pháo từ các gói viện trợ mới được phương Tây phê duyệt gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc phản công ở phía nam Ivanovsky, phá vỡ các nỗ lực của Nga nhằm đẩy mạnh cuộc tấn công của họ gần Bakhmut. Theo tin cập nhật từ chiến trường Bakhmut, các cuộc đụng độ dữ dội nhất xảy ra ở phía nam Ivanovsky, nơi quân Ukraine tiến hành một loạt cuộc phản công với mục đích làm gián đoạn các nỗ lực tấn công của Nga và cố định quân đội của họ. Cả nguồn tin Nga lẫn Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã thành công và sau đó các binh sĩ Ukraine của lữ đoàn xung kích số 92 đã công bố nhiều đoạn video chiến đấu cho thấy hoạt động thực tế. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine ban đầu tiến hành phân tách rộng rãi các vị trí bắn của Nga bằng máy bay không người lái FPV. Nhờ hoạt động hiệu quả của UAV Signum và các đơn vị máy bay không người lái Quạ Đen dọc theo sườn phía nam, người Ukraine đã đẩy lùi được tất cả các cuộc tấn công của Nga. Hoạt động của máy bay không người lái FPV của Ukraine dày đặc đến mức khiến tất cả binh sĩ Nga trong khu vực đều phải ẩn náu trong hầm hoặc hào. Bất kỳ ai hoặc thiết bị nào của Nga lộ ra bên ngoài đều nhanh chóng bị phát hiện và bắn hạ. Trong nhiều video được Ukraine đăng tải, chúng ta có thể thấy 4 xe tải tiếp tế, 1 xe chiến đấu bộ binh PMB-2, 1 chiếc BMD-4 và nhiều nhóm bộ binh khác của Nga bị phá hủy. Người Ukraine đã nhận ra lợi thế của việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV ở mức tối đa. Điều này cho phép họ giành lại thế chủ động và tiến hành phản công. Theo đó, người Ukraine quyết định tập trung máy bay không người lái tự sát vào các vị trí của Nga giữa Ivanovsky và Kalishchivka. Bằng cách này, quân tiếp viện của Nga đến khu vực này đều bị loại bỏ, khiến lực lượng Nga thiếu đạn và vật tư. Một đoạn video chiến đấu do Ukraine đăng tải cho thấy, một đoàn gồm ít nhất 7 xe chiến đấu bộ binh của Nga bị phá hủy gần khu vực giữa Ivanovsky và Kalishchivka. Tuy nhiên, các đoạn video chiến đấu chỉ có thể cho thấy một phần của chiến dịch phản công rộng hơn của lực lượng Ukraine để đẩy quân đội Nga lùi lại hơn 500 mét. Trước đây, binh lính Ukraine đã phát hiện ra rằng hệ thống phòng thủ của Nga ở đây yếu hơn phần còn lại của sườn phía nam Bakhmut. Tuyến phòng thủ này được bố trí trải dài dọc theo hai hàng cây trên bãi đất trống gần con đường tiếp viện cho Ivanovsky. Sau khi tuyến phòng thủ chính bị Ukraine chọc thủng, sự hỗn loạn đã xảy ra giữa các lực lượng Nga. Họ bắt đầu bỏ chạy về phía sau hoặc ẩn náu khỏi máy bay không người lái trong các hầm đào. Ukraine tiếp tục triển khai lính truy quét các vị trí của Nga, loại bỏ toàn bộ binh lính đối phương ẩn náu trong các hầm đào. Các vị trí mới giành được có giá trị chiến thuật đáng kể vì chúng cho phép người Ukraine thiết lập căn cứ hoạt động cho các đội pháo binh và máy bay không người lái trong khu vực. Mọi hoạt động di chuyển của quân đội Nga bị giới hạn ở một số con đường mà người Ukraine có thể dễ dàng theo dõi. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho các nỗ lực tấn công của Nga ở phía nam thị trấn Chasovka. Hơn nữa, người Ukraine cũng cố gắng cố định lực lượng Nga ở mặt trận này để ngăn chặn những đột phá tiềm tàng của đối phương, làm giảm cường độ các cuộc tấn công của Nga vào Chasovka. Người Ukraine cũng đã cố gắng triển khai thêm quân tiếp viện đến thị trấn, tất cả đều góp phần ổn định hơn nữa khu vực mặt trận này cho Ukraine. Trên hết, vũ khí, thiết bị và đạn dược, đặc biệt là đạn pháo từ các gói viện trợ được các đồng minh phương Tây phê duyệt gần đây cho Ukraine đã bắt đầu đến chiến trường, giúp Ukraine phản công thành công, ổn định mặt trận hơn nữa. Mới đây, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky đã đến thăm tiền tuyến, nơi quân đội Nga tập trung lực lượng chủ yếu cho cuộc tấn công. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Syrsky cho biết tình hình khó khăn ở miền đông Ukraine. Tôi đã làm việc 2 ngày trong các đơn vị tham gia hoạt động phòng thủ, chiến thuật trên mặt trận Bokhmut và Kurakhove. Lực lượng tấn công chính của Nga tập trung ở đây, cố gắng đi xuyên hàng phòng ngự của quân ta và dựa trên thành công của chúng, tiếp cận các khu định cư lớn Kurakhove và Bokhmut. Tổng tư lệnh Ukraine cũng thừa nhận rằng đối phương hàng ngày tấn công các vị trí của quân ta, có thể về quân số, vũ khí, quân trang. Nhiệm vụ của chúng tôi trong những điều kiện này là giữ vững tuyến phòng thủ, vị trí và gây thất vọng tối đa cho quân đội sử dụng hỏa lực pháo binh, tấn công máy bay không người lái và mọi loại phương tiện tấn công tiêu hao, từ đó làm gián đoạn kế hoạch của mục tiêu và thời gian để thiết lập thành công và chuẩn bị năng lượng dự phòng. Bên cạnh đó, Đại tướng Syrsky nói thêm rằng ông đã làm việc với các chỉ huy và đưa ra các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ, sử dụng nguồn dự trữ và phân bổ bổ sung tên lửa, đạn dược, tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Vào ngày bộ binh,
Ông còn trao phần thưởng cho những chiến sĩ đã xuất sắc trong trận chiến với quân đội Nga. Các nhà quan sát theo dõi hoạt động của Hải quân Nga mới đây nhận thấy tàu hộ vệ tên lửa Tucha thuộc lớp Karakuk không còn ở cảng của hạm đội Biển Đen ở Novorossiysk. Theo đó, ngày 2 tháng 5, ảnh vệ tinh cho thấy tàu Tucha xuất hiện gần quân cảng Kaspiysk, căn cứ chính của hạm đội Kaspi. Biển Kaspi không thông ra biển hay đại dương nào và thực chất là hồ nước mặn lớn được bao quanh bởi Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan. Các sông Volga, Terek và Kura đóng vai trò là nguồn cung cấp nước chính cho biển Kaspi. Theo giới chuyên gia, việc điều chuyển tàu Tucha từ Biển Đen đến biển Kaspi có thể cho thấy sự thay đổi chiến lược của Nga. Với tính chất khép kín của biển Kaspi, bao quanh đều là đất liền, việc tàu Tucha được đưa tới đây như thế nào là điều nhiều người quan tâm. Một trong các khả năng là đưa nó đi qua một con sông sâu đổ ra biển Kaspi, kết nối trực tiếp giữa Novorossiysk và vùng biển này. Nga thường xuyên sử dụng các tuyến đường thủy nội địa cho những hoạt động vận chuyển như vậy, không chỉ các tàu quân sự mà còn cả các tàu thương mại nhỏ. Thực tế, không có tuyến đường thủy trực tiếp nào cho việc vận chuyển như vậy. Một trong những giải pháp khả thi, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, là để Tucha vượt qua eo biển Kerch dưới sự giám sát chặt chẽ của Ukraine. Theo lộ trình này, tàu hộ vệ tên lửa Tucha từ Novorossiysk sẽ đi qua eo biển Kerch, tiến vào biển Azov. Sau đó, Tucha đi vào tiếp cận sông Đông. Có một con kênh nối sông Đông với sông Volga, được gọi là kênh Volga Đông. Khi Nga cần di chuyển một con tàu từ Novorossiysk đến biển Kaspi, họ sẽ sử dụng kênh này. Sau đó, tàu sẽ tiếp cận biển Kaspi thông qua hệ thống sông Volga. Kênh Volga Đông được đánh giá là tuyến đường trung chuyển quan trọng của Nga. Đầu tháng 12 năm 2023, ảnh vệ tinh cho thấy tàu Tucha bất ngờ xuất hiện ở Biển Đen. Tàu Tucha được cho là đã di chuyển từ nhà máy đóng tàu Zelenodonsk nằm trên sông Volga đến Novorossiysk thông qua con kênh này. Các tuyến đường thủy nội địa đóng một vai trò không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng giao thông của Nga, cho phép tàu chiến, hàng hóa và tàu thuyền vận tải qua lại giữa các khu vực khác nhau. Ngoài kênh Volga Đông cho phép tàu thuyền từ Biển Đen tiếp cận biển Kaspi, Nga còn có tuyến đường thủy Volga Baltic. Tuyến đường thủy này nối sông Volga với biển Baltic, tạo ra một tuyến đường khác cho các tàu thuyền hướng tới Novorossiysk. Tàu Tucha hiện đang phục vụ trong hạm đội Biển Đen của Nga. Việc vận chuyển nó tới đội tàu lâu đời nhất của Nga, cụ thể là hạm đội Kaspi, chắc chắn mang ý nghĩa chiến lược và địa chính trị. Turkmenistan, Azerbaijan và Kazakhstan duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga cả về mặt chính trị và xã hội mà không có bất kỳ xung đột nào. Tương tự, Iran cũng vậy, Tehran được xem như đồng minh đáng tin cậy của Nga. Khả năng Nga đang triển khai tàu hộ vệ Tucha để hỗ trợ Iran đề phòng nguy cơ leo thang với Israel và Mỹ là rất khó xảy ra, bởi Iran tự hào có một hạm đội mạnh mẽ ở biển Kaspi. Theo một suy luận khác, Nga có thể cho phép thử nghiệm pháo hoặc các vũ khí khác của Iran trên tàu Tucha. Một khả năng khác là Tucha đang tiến hành các cuộc diễn tập ngoài kế hoạch trong bối cảnh điều kiện hiện tại ở biển Azov rất phức tạp và nhiều thách thức. Cũng có khả năng Nga sơ tán tàu Tucha tới biển Kaspi để tránh tổn thất. Cách giải thích này khá hợp lý trong bối cảnh tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga liên tiếp bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành bằng tàu không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp. Tàu hộ vệ tên lửa Tucha là một trong số các tàu chiến thuộc lớp Karakuk của Nga. Lớp tàu này có kích thước nhỏ gọn nhưng hỏa lực đáng gờm. Tàu Tucha được thiết kế để hoạt động trong khu vực ven biển, giao chiến với các tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương. Ngoài ra, nó còn có nhiệm vụ hỗ trợ pháo binh trong các hoạt động tấn công đổ bộ. Vũ khí chính của tàu Tucha là tên lửa hành trình Kalib NK, các tên lửa hành trình chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất. Hơn nữa, nó còn được trang bị hệ thống phòng không Panzer M, có khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên không như máy bay và tên lửa. Để tác chiến ở cự ly gần, tàu được trang bị pháo AK-176 MA 76,2mm. Ngoài ra, tàu Tucha còn được trang bị hai khẩu pháo tự động AK-630M 30mm và súng máy MTPU 14,5mm. Tàu cũng có thể triển khai ngư lôi tác chiến chống tàu ngầm. Ngoài ra, nó cũng có thể chứa một trực thăng K-27 cho các hoạt động chống tàu ngầm và tác chiến mặt nước mở rộng. Tàu hộ tống này hoạt động với thủy thủ đoàn tương đối tinh gọn, với khả năng tự động hóa tiên tiến, số lượng nhân sự cần thiết chỉ là 39 thành viên. Một số quan chức Mỹ mới đây nhận định, Lầu Năm Góc vẫn tập trung vào các dự án đóng tàu lớn, bộc lộ điểm yếu khi tàu không người lái trên biển định hình lại cuộc chiến hải quân. Hiệu quả của tàu không người lái trên biển đã được chứng minh ở Biển Đen, khi Ukraine triển khai các tàu cao tốc điều khiển từ xa chở đầy chất nổ này, đến đánh chìm các tàu khu trục và tàu quét mìn của Nga kể từ cuối năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahorn cho biết, những chiến thuật này đã thu hút sự chú ý của quân đội Mỹ khi cơ quan này đang kết hợp với các bài học từ Ukraine và Biển Đỏ vào kế hoạch ứng phó với việc sức mạnh hải quân Trung Quốc đang gia tăng ở Thái Bình Dương. Hồi tháng 8 năm 2023,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Hicks đã công bố một sáng kiến có tên là Replication nhằm triển khai hàng trăm tàu không người lái nhỏ tương đối rẻ trong vòng 18 đến 24 tháng tới để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Theo các cuộc phỏng vấn với hàng chục người có kiến thức trực tiếp về kế hoạch tàu không người lái của Mỹ, việc thể hiện cam kết công khai này diễn ra sau thời gian Hải quân Mỹ do dự với xây dựng một hạm đội tàu không người lái. Đây được cho là tương lai của chiến trên biển. Hai nguồn tin Hải quân và ba giám đốc điều hành tại các nhà sản xuất tàu không người lái cho biết, trở ngại lớn nhất cho tiến độ là quy trình ngân sách của Bộ Quốc phòng. Chương trình này ưu tiên các tàu lớn và tàu ngầm do các nhà thầu quốc phòng truyền thống chế tạo. Người phát ngôn cho biết, Hải quân có ngân sách 172 triệu đô la Mỹ trong năm nay cho các tàu không người lái cỡ nhỏ và vừa, giảm xuống còn 101,8 triệu đô la Mỹ vào năm 2005. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong ngân sách mua sắm hải quân trị giá 63 tỷ đô la Mỹ do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất cho năm 2025. Tàu không người lái quân sự có thể hoạt động bao gồm từ tàu cao tốc trang bị tên lửa cho đến tàu ngầm thu nhỏ san mìn và thuyền buồm chạy bằng năng lượng mặt trời được trang bị camera do thám độ phân giải cao, cảm biến dưới nước và loa phóng thanh dùng để phát cảnh báo với tàu đối phương. Tuy nhiên, khi Hải quân Mỹ triển khai các tàu không người lái trên biển trong các nhiệm vụ trinh sát những năm gần đây, không phải lúc nào họ cũng có đủ chuyên môn để sử dụng. Không có đủ thủy thủ được đào tạo để điều khiển tàu không người lái hoặc phân tích lượng lớn dữ liệu được gửi về từ máy ảnh và cảm biến của tàu. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahorn cho biết, Bộ Quốc phòng đã tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới trong 3 năm qua, bao gồm cả việc sử dụng tàu không người lái trên biển. Thừa nhận những thách thức về ngân sách, người phát ngôn Eric Pahorn cho biết, Lầu Năm Góc đang sử dụng những cách sáng tạo để vượt qua thung lũng tử thần. Một thuật ngữ dùng để mô tả quá trình phê duyệt đầy khó khăn với các phát minh mới trước khi sản xuất hàng loạt.